là đến 85 kg, các đô chuẩn bị và trên 85 kg. Tiếp tục không đặt tay từ quá cao, đặt tay nhẹ nhàng, tay tóc và không đi đầu trước. Theo đúng luật, các trọng tài sẽ xác định nếu đô nào vào phạm luật sẽ tiến hành nhắc nhở cảnh cáo. Trận đấu tiếp tục bắt đầu. Yeah.